Chào mừng đến với thử tài đọc trailer trên kênh TV Star SCTV 11. Chúc Linh và chương trình thử tài đọc trailer xin hân hoan chào mừng các khán giả của kênh TV Star SCTV 11. Chương trình ngày hôm nay, Chúc Linh xin giới thiệu đến quý vị những dòng tâm sự của một bạn nữ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trần Thị Huyền Trinh. Bạn viết như thế này: xin chào chương trình thử tài đọc trailer. Trong tháng 3, em đã gửi bài dự thi về cho chương trình. Dù có được phát sóng hay không thì em vẫn muốn tham gia tiếp vì chương trình là sân chơi để em được thỏa niềm đam mê của mình. Mong chương trình không phiền khi nhận bài của em. Xin cảm ơn. Bạn Huyền Trinh ơi, ban tổ chức không cảm thấy phiền một chút nào hết, mà ngược lại còn vô cùng hạnh phúc nữa là đằng khác. Vì sự quan tâm và nhiệt tình tham gia chương trình của bạn và các khán giả chính là món quà lớn nhất mà chúng tôi luôn mong muốn nhận được. Hy vọng là bạn sẽ luôn ủng hộ cuộc thi thử tài đầu trailer cũng như các chương trình khác trên kênh TV Star. Ngay sau đây thì quý vị hãy cùng lắng nghe giọng đọc của bạn Huyền Trinh nhé. TV Star hân hạnh giới thiệu bộ phim truyền hình Thái Lan. Đây là anh công bóp Patarat Thatnasan. Đẹp trai lắm, giống như là nam diễn viên phim truyền hình vậy đó. Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Ma của tôi chỉ để lại cho tôi có hơn 5 tỷ thôi hả? Còn một nửa kia thì để lại cho cô gái có tên là Nam Nương. Tham vọng. Anh nghĩ lấy được trái tim của ấy trong một ngày hả? Tất nhiên là như vậy. Đố kỵ. Chết nè. Cốc mà đồ ăn thịt thiên nga sao? Tuy tôi rất là nghèo, nhưng không đến nỗi phải đi giành đàn ông với người khác. Tình yêu bắt đầu từ sự dối trá và sẽ kết thúc ra sao? Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Đón xem sự quyến rũ xấu xa lúc 18 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Chúng ta vừa được lắng nghe giọng của bạn Huyền Trinh, sinh viên trường cao đẳng phát thanh truyền hình 2 với trailer của bộ phim Sự quyến rũ xấu xa. Tiếp theo sẽ là bài dự thi của một bạn nữ đến từ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Xin mời quý vị hãy cùng Chúc Linh lắng nghe nhé. Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Cô không biết gì sao? Là phát hiện thêm một thi thể duy nhất trên TV Star SCTV 11. Những vụ án liên quan. Những tội phạm đa nhân cách. Hồi hộp. Hay cấn. Giết người hàng loạt mới là mục tiêu của tôi. Hắn ta khá khôn dạng. Cùng phá án với những ngôi sao hàng đầu châu Á. Hãy nhắm mắt khi anh đến lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Lựa chọn bộ phim Hãy nhắm mắt khi anh đến để thể hiện trailer đó là bạn Nguyễn Thị Xuân Thái. Công việc hiện tại của bạn là nhân viên đội văn nghệ trung tâm văn hóa. Thể loại phim bạn yêu thích là phim hài, phim tình cảm. Bạn quyết định tham gia chương trình là vì yêu thích đọc và lồng tiếng phim. Chia tay với bạn Xuân Thái đến từ tỉnh An Giang, bây giờ thì chúng ta hãy cùng thưởng thức giọng đọc của một bạn nam đến từ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Một bộ phim cổ trang bom tấn của điện ảnh Trung Hoa được dàn dựng công phu, cảnh quay hoành tráng. Cá tính nhân vật. Tha là ta phụ người, đừng để người phụ ta. Ta cũng có câu này, tha để người thiên hạ phụ ta, ta không phụ người thiên hạ. Bí mật tình trường. Con xin người cho con gặp điêu thuyền đi, con xin người mà. Sao có thể vì một nữ nhi mà làm lỡ chiến cơ chứ? Và những cuộc đối đầu không hồi kết. Người thật sự muốn đánh sập, đánh tới hơi thở cuối cùng. Được. Đón xem Tân Tam Quốc lúc 21 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Thưa quý vị, khán giả Dương Văn Được ở quận 3 đã lựa chọn bộ phim cổ trang bom tấn Tân Tam Quốc để tham gia cuộc thi thử tài đầu trailer lần này. Bạn cũng cho biết thêm rằng công việc của bạn hiện tại là bảo vệ và bạn yêu thích tất cả các thể loại phim. Trước đó, chúng ta đã được nghe trailer của bộ phim Hãy nhắm mắt khi anh đến qua lời giới thiệu của một bạn nữ. Vậy thì nếu là một bạn nam thì bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng lắng nghe quý vị nhé! Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Cô không biết gì sao? Là phát hiện thêm một thi thể duy nhất trên TV Star SCTV 11. Những vụ án liên hoàn. Những tội phạm đa nhân cách. Hồi hộp. Gây cấn. Giết người hàng loạt mới là mục tiêu của tôi. Hắn ta khá khôn dạng. Cùng phá án với những ngôi sao hàng đầu châu Á.
hãy nhắm mắt khi anh đến lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Qua không biết quý vị thì sao, chứ riêng Trúc Linh thì Trúc Linh rất muốn đi bật TV ngay để tìm xem bộ phim Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến. Vì qua lời giới thiệu của bạn Hà Quốc Trọng đến từ quận Phú Nhuận, thật sự quá hấp dẫn. Quý vị có cảm thấy như vậy không ạ? Bạn Quốc Trọng của chúng ta hiện là một ca sĩ. Bạn đến với cuộc thi vì thấy đây là cơ hội và sân chơi tốt để giúp bạn học hỏi, trao đổi kiến thức để có nền tảng sâu rộng về nghề lồng tiếng. Thưa quý vị, phần dự thi của bạn Quốc Trọng cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị nào còn chưa tham gia cuộc thi thì hãy nhanh tay thu âm bài dự thi theo mẫu có sẵn, đính kèm thông tin cá nhân và một bức ảnh chân dung gửi về địa chỉ email quen thuộc thutaidoctrailer@sctv.vn trong khoảng thời gian do ban tổ chức quy định áp dụng với từng tháng tham gia. Đừng ngần ngại thể hiện đam mê và cảm xúc của riêng mình quý vị nhé. Thử tài đọc trailer, một sân chơi mới lạ duy nhất trên kênh TV Star SCTV 11. Thử tài đọc trailer, khẳng định sự khác biệt.